Ok, kỷ niệm MCK Ngơ hướng dẫn guitar. Mình sẽ hát và cover qua một lần, sau đó sẽ là hướng dẫn cách đặt. Một bài hát đã khá là lâu. Rất là hay. MCK Ngơ thì rất là buồn và rất là hay, nó rất đúng tâm trạng của mình. Không biết Ngơ có biết hay không, nhưng mà những ca khúc của Ngơ viết nó mang một cái tầm gọi là chất, và thật sự là nó rất là đúng tâm trạng và nó rất là hợp với mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đánh bài này. Bài này cũng khá là đơn giản thôi, chỉ có hai hợp âm, cực kỳ đơn giản. Cách đánh thì cũng chỉ có một cách đánh thôi, nhưng để đơn giản nhưng không giản đơn, giản đơn nhưng không đơn giản. Ok, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bật hợp âm trước, sau đó sẽ là cách đánh tay phải. Hợp âm đầu tiên sẽ là hợp âm pha major 7. Để hạt đúng tông, lưu ý các bạn, để hạt đúng tông của MC Kinger các bạn sẽ kèm capo ngắn 1. Hợp âm đầu tiên sẽ là hợp âm pha major 7. Các bạn bấm một ngón vào dây số 2 ngăn đầu tiên, một ngón vào dây số 3 ngăn thứ 2 và một ngón vào dây số 4 ngăn thứ 3 như thế này. Và pha major 7 thì đó là F, M, A, G 7. Như bạn sẽ là dây số 4. Ok. Và âm thứ 2 sẽ là âm Do major 7. Các bạn chỉ cần bấm hai ngón, một ngón vào dây số 4 ngăn thứ 2 và 1 ngón vào dây số 5 ngăn thứ 3. Như thế này. Đây là bấm đô major 7 kỳ hiệu là C, M, A, G 7 như bạn sẽ là dây số 5. Vậy thôi, bài này tôi tẩy chỉ có 2 bấm, một bài hát sử dụng hợp âm cực kỳ đơn giản. Ok, tiếp theo các đánh tay phải thì các bạn chỉ cần đánh
công thức tay phải đó là bát búng. Mình sẽ nói sau đó sẽ nói cụ thể hơn công thức được nhé. Công thức sẽ là bát búng bát ba một đồng thời búng và dây hai. Công thức là như vậy. Lưu ý các bạn búng thì các bạn sẽ búng như thế này, các bạn chỉ cần đặt sử dụng một ngón hoặc cũng có thể nhiều ngón chạm nhẹ ba dây ở dưới cung như thế này. Búng như thế này, các bạn chỉ cần duỗi tay ra. Ok, các bạn có thể sử dụng một ngón hoặc nhiều ngón, một ngón nhé, nhiều ngón tùy các bạn chỉ cần ấm phát ra là chuẩn như thế này là được. Cần chạm nhẹ. Ok, búng là như vậy nhé. Công thức sẽ là bát búng bát ba hai một đồng thời búng sau đó nhịp dây số hai. Đấy, công thức là như vậy. Bát búng bát ba hai một đồng thời búng hai. Đoạn sau các bạn sẽ phải là nhấn lên bát búng bát ba hai một đồng thời búng hai. Lưu ý với các bạn là ở đoạn cuối thì các bạn sẽ phải đặt nhấn bát búng bát ba hai một đồng thời búng hai. Ok, đặt chậm sau đó đặt tăng tốc nhấn lên sẽ như thế này. Ok, bát búng bát ba một đồng thời búng hai, mong là các bạn có thể nghe ra, sau đó đặt tăng tốc độ nhân lên. Dạ, bát búng bát, một đầu âm các bạn đặt hai lần như vậy. Công thức tay phải chỉ có đơn giản như vậy thôi, các bạn cứ tay trái các bạn chuyển hợp âm, tay phải các bạn đặt hai lần công thức như vậy. Ba chuyển qua xem cho bạn. Đấy, vậy thôi, sau đó các bạn rap vào hát. Bài này chỉ cần đánh như vậy từ đầu tới cuối bài. Mỗi một góc góc chân nào lòng rồi lại đến những em thì không chẳng phải nhớ hay thương. Đấy, chỉ đơn giản như vậy thôi, từ đầu tới cuối. Một bài hát chỉ cần hai hợp âm, nhưng em sẽ kênh ngư đã viết được một đoạn một bài khá là hay và ý nghĩa. Rất hâm mộ bạn này. Ok, nếu có thời gian thì mình sẽ hướng dẫn thêm nhiều bài của em sẽ kênh ngư, bởi vì mình là fan của MCK và Tlin cũng như của Pito và Hàn Ngân. Ok, vậy thôi, mong là các bạn có thể đạt được bài này. Nếu có gì thắc mắc thì hoặc góp ý các bạn có thể comment ở dưới video. Mình sẽ đọc con nếu trả lời được hay không thì sẽ có sớm nhất có thể thì mình có thể trả lời được. Bởi vì khá là nhiều comment nên mình không thể trả lời hết. Ok, thế thôi. Còn bài gì nữa không nhỉ? Còn bài gì nữa nhỉ? Hết rồi. Dĩ nhiên.